không? Dạ. Rồi con mở cho con nha. Đó. Wow. Trời ơi, cái trâu này nó có một cái túi anh em. Có một cái túi này. Dê chỗ là gì ai biết? Funny. Yeah, mở ra hả? Wow. Wow. Wow, cái gì vậy? Cái gì cơ? Rồi, cái này là gì? Cái gì? Ừ, nè. À. Ghê, ghê, ghê. Wow. Wow, để đây nha, để đây ra. Để đây ra đây mình coi bên trong nó có cái gì nữa không? Bên trong có cái gì nữa không? Đây gì đây? Đây sách, sách hướng dẫn. Còn cái này. Ý. Cái gì? Cái này hả? Đâu coi cái gì vậy? Cái này. Cái điều khiển. Hình như này là mày một cái giỏ nó xịn sò. Lần đầu tiên chơi cái trò là chơi lớn gì luôn á. Có tình trò không? Cái này là pin. Pin. Pin pin. Đây là dây sạc, đây là củ sạc DCI xịn sò, đây là dây cáp, ghê. Ủa bấm đây luôn hả? Nó có điện luôn rồi hả? Thì cái này hả? Rồi coi nè, giờ coi nè, coi xé tem nè, coi xé tem nè. Ừ, xé tem gì? Đâu nữa xé tem nữa, hình như cái này nè, như đúng rồi. Xé tem. Xé tem. Ta làm. Đó, thấy không? Thì sao ta để cái này lên đúng rồi. À. Cái này mở sao? Nào có biết mở cái này không? Đây đó. Đó. Hả? Hả? Bằng bằng tay thôi, nhỏ nó rất là ngon. Được không? À, bay á hả? Bay được chưa? Gỡ gì vậy? Bay được chưa? Bấm pin hả? Mình phải gắn cái này vô, gắn cái điện thoại vô đây nè. Cái đây mình mới bay được. Gắn sao? Biết chơi cái này không? Này nó có cọng dây không? Ở đây nó có một cụm dây. Một cụm dây này làm cái gì nè? Cái này một cụm dây. Hai cọng luôn. Thôi đừng có bẻ cánh nha. À, cái này dành cho iPhone nè. Dành cho iPhone. Nó bẻ cánh hả? Ê, gãy giờ. Kệ nó đi. Bẻ ngược không à. Cái này gắn cho iPhone. Vô đây đúng không? Đâu mà muốn bay thử đúng không? Nè cái này nè, gắn pin vô ở đây, gắn pin vô, đó, đẩy xuống, được, được không đúng không? Yeah. Ừ. Oh, you're so funny. Ngồi để nó ở đây. Cái gì mình chưa có mở nguồn, mình giờ mở nguồn lên nha. Mình nhớ kêu là nhấn một cái rồi nhấn lâu rồi đó. Rồi nó chớp chớp để ba thử coi nó kêu sao. Là con minh hết máy số 2 à, nó kêu lấy hai cái này ra, lấy hai cái này dặn lên đây, nó kêu lấy hai cái này dặn lên đó. Từ từ đợi ba làm nè. Ba bay cho con coi nha. Con có biết bay không? Đợi xíu đi, con bay một tháng là tiêu đời luôn á. Rồi không có cần banh cái đó đâu. Đó, nó kết nối rồi kìa. Ở này chưa gỡ. Nó đi hết. Vui con đi ra. Many hours later. Mặt chạy mặt cũng hồi bữa đó. Quá. Chi. Quá. Chi. Quá. Chú. Quá. Chết rồi.
Chết chờ. Nó bay lên lại hả? Đúng không? Nó bay lên thì mình đừng có lại gần nó, lại gần nó kéo mình thì sao? Hả? Con đập một phát nó bay cái dù lên là tiêu đời đó. Thôi. What chu chi? Wow. Gió rồi. Đó, nó cao rồi, hào không có được tới rồi đó. Thấy không? Nó làm gì nhà đúng không? Hảo chèo kìa. Nó quay camera xuống, quay xuống, quay mình. Nó quay mình nè, đó, nó quay camera xuống chỗ mình nè. Đó. Đổ kìa. Nó quay xuống chỗ mình đó, thấy không? Ờ. Nó không, nó bay tay cao lên. Đúng không? Rồi cao rồi là con không được tới thoải mái rồi. Sống 80 mấy % pin, còn bay được 24 phút nữa. Nên này là nó kêu chưa gắn thẻ vô, thằng thẻ nhớ. Dễ rồi, dễ, đúng không? Đi nhẹo ha. Quê cảnh hờ ở dưới đó. Chưa không, chưa không. Hào thích quá. Rồi chị ra cho Hà xuống nha. Rồi Hào đi ra cho Hà xuống nè. Xuống nhẹ. Thôi đừng có ấy nữa con. Tắt đi. Thôi ra nè, đừng mẹ canh nữa. Tắt rồi.